Các con thân mến, hôm nay chúng ta sẽ học câu kinh văn tiếp theo. Với ăn uống chớ kén chọn, ăn vừa đủ chớ quá no. Ở đây câu này nó có hai ý. Thứ nhất là không nên kén chọn thức ăn. Thứ hai là ăn uống phải có chừng mực. Không nên ăn quá no, không nên ăn quá no. Chúng ta biết rằng người xưa nói bệnh từ miệng mà vào. Rất nhiều những cái bệnh tật của chúng ta nó đi vào từ đường miệng, là do cái vấn đề chuyện ăn uống của chúng ta nó không có chừng mực. Cho nên nói là bệnh do miệng mà vào, họa do miệng mà ra. Cho nên cái việc ăn uống của chúng ta phải lưu ý. Thì người xưa rất là chú trọng cái việc ăn uống. Nguyên cái chuyện ăn thôi ấy, đã dạy chúng ta không biết bao nhiêu điểm ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta. Ăn trông nổi, ngồi trông hướng, ăn vóc học hay, ăn có nhai, nói có nghĩ, nói rất nhiều đến cái chuyện ăn uống của chúng ta. Đặc biệt là thức ăn ngày nay. Hồi xưa đã nói rằng cái thời đại ngày nay của chúng ta là ăn đắng uống độc, ăn khổ uống độc. Chúng ta thấy thịt, cá, trứng, sữa, vân vân, ngày nay gần như là đều có độc tố trong đó. Đều có dư lượng của thuốc bảo vệ thực vật này, những cái dư lượng tăng trọng này. Cho nên ngày nay các bạn nhỏ phát triển rất nhanh, các bạn nữ thì dậy thì rất sớm, béo phì, tăng cân đột biến, rất nhiều những các cái căn bệnh mãn tính, tăng huyết áp, mỡ máu, men gan, vân vân, nhiều, rất nhiều bệnh, gọi là nhiều bệnh kỳ quái, nhiều bệnh lắm. Đặc biệt là nếu mà có dịp mà đi tham quan bệnh viện của chúng ta mới thấy cái lượng bệnh nhân cái quá đông. Phần lớn là do ăn uống, các con, phần lớn do ăn uống. Cái cơ thể chúng ta nó giống như cái bộ máy, chúng ta cho nó ăn vừa đủ cái nhiên liệu thì nó hoạt động được lâu. Chúng ta cho nhiên liệu vào nó bừa bãi, cho nhiều quá, cho ít quá, cho nhiều thứ nó tạp nhạp quá thì nó hoạt động một thời gian rồi là nó hỏng, nó mới sinh ra nhiều các cái bệnh như là gút này, tiểu đường này, mỡ máu này, tim mạch này, vân vân, rất nhiều các cái bệnh kéo theo. Cho nên là thức ăn ngày nay, nhiều thức ăn nó có độc, ngay cả như các thầy để ăn xanh cũng vậy. Ăn xanh thì rau xanh, rau cỏ không có thuốc, rất là khó tìm được rau sạch, không phải dễ. Cũng may là miền núi các thầy này cũng còn đỡ, thì ở nhiều nơi là ăn uống rất là khó khăn, không biết ăn cái gì cho nó sạch này. Cho nên là chúng ta phải hết sức lưu ý. Ngoài ra đồ ăn nhanh, đúng không, đồ hộp, đồ nướng, đồ uống, mà ngày nay thì các con lại đặc biệt thích những cái thứ này rất là rẻ, 2.000, 3.000, 5.000 là cũng có cái để ăn, cũng có cái để mà đi ở đường rồi nhổm vào ra oai với bạn bè rồi. Cho nên là bệnh tật nó từ đây mà vào, chúng ta không có biết, các con phải hết sức là để ý những cái thứ này. Như vậy là gì, chúng ta để cho bệnh tật là do chúng ta không có trách nhiệm với cơ thể của mình. Chỉ có đãi ba tấc lưỡi này này,
thèm lắm đúng không, thèm lắm nhưng mà ăn nhai nhai ngấu nghiến nhưng nuốt qua cổ họng nhiều lần nó xuống qua cổ họng một cái là cơ thể của mình nó không chịu, qua cổ họng nhiều thì còn ngon gì nữa không hả, còn có cảm giác gì nữa đâu. Cho nên người ta mới nói là đãi ba tấc lưỡi mà là khổ cái thân, tham thực thì cực thân là như vậy, ngon mấy thì ngon nhưng nuốt qua cổ họng. Hồi xưa nói là miếng ăn quá khẩu thành tạng, qua cái miệng một cái nuốt xuống cổ họng rồi bây giờ mình chớ ra thì không ngửi được đúng không, không có ai thèm cái thứ đó nữa, nó thành phế thải hết rồi. Cho nên chúng ta phải biết, hôm qua nói đến việc ăn uống, hôm qua nói đến việc quần áo là giữ ấm cơ thể, ăn uống là để nuôi sống cơ thể. Bởi vì người xưa nói là mạng là do thực tồn, sinh mạng là do cái đồ ăn để nuôi sống cơ thể, ăn để nuôi sống cơ thể. Nhưng mà người ta còn bảo phải ăn ngon. Ăn ngon cái gì, không ngon mà không ăn. Ngon 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 ba tấc lưỡi thôi. Thật ra các con biết không, hôm qua thầy ngồi ăn cơm, các thầy bảo là bây giờ ăn gì cũng không thấy ngon hết. Bây giờ ngày xưa thì ăn cơm độn sắn à, một phần sắn thì một phần cơm thì 10 phần sắn, ăn chỉ ước có mỗi bữa ăn làm sao mà chỉ cần cơm sắn, à cơm không ăn là đã thấy sướng rồi. Bây giờ thì đủ thứ, trên mâm là đủ thứ luôn, nhưng mà ăn cái gì cũng không thấy ngon. Trong khi đó thì thầy nghĩ thôi nhưng thầy không nói, ở đây có nhiều người cũng có cảm giác như thế, ăn cơm với súp thôi cũng vẫn thấy ngon à, sao lại như thế, bây giờ ăn cơm với súp thôi cũng thấy ngon rồi, có đĩa rau là thích lắm rồi, cũng thấy ngon rồi, sơn hào hải vị cũng không thích. À, đó là cái dịch vị, cái vị giác của chúng ta nó đã hồi phục, giờ mình thấy nhiều thứ ngon à, ăn cái gì cũng ngon, cứ đói là ngon, vì thức ăn nó là cái gì, nó là thuốc chữa bệnh đói à, thức ăn nó là thuốc chữa bệnh đói thôi, mà chúng ta ăn là phải ngon, ngon rồi đến lúc ngon quá rồi thì ăn no rồi, bây giờ cho gì cũng không muốn ăn. Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm với cơ thể. Có trách nhiệm với cơ thể chính là báo hiếu cha mẹ, đúng không các con? Bởi vì chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm, báo hiếu cha mẹ còn chưa làm được gì, mà bây giờ chỉ có chăm chăm chỉ lo ăn để nuôi con béo cái cơ thể này lên, làm cái gì cũng không làm, suốt ngày chỉ có ăn không, đi lên trường thì ăn quả vặt, về nhà vừa về đến nhà chưa làm gì cả đã hỏi mẹ ơi có gì ăn không, ở suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn không, không nghĩ đến làm. Cho nên cái vấn đề này chúng ta phải lưu ý, chúng ta phải hiểu cái bản chất của cái việc ăn uống là duy trì sự sống. Cho nên chúng ta nên kén chọn, để nói chúng ta kén chọn quá nó sinh ra rất nhiều những cái hệ lụy, chúng ta rất là khó để mà thích nghi với các môi trường mới. Cho nên chỉ cần thức ăn này là thức ăn không có hại cho cơ thể, mọi người ăn được thì mình cũng ăn được, chưa ăn được nhiều thì tập ăn. Chứ bây giờ đến một nơi mới mà toàn có đồ ăn này thôi, mình không ăn được, mọi người thì ăn ngon lành, bây giờ ăn cái gì, thế rồi cuối cùng cũng vẫn phải ăn. Kén chọn, bây giờ bố mẹ nấu ra rồi, ông bà nấu ra rồi vì mình mà nấu, bây giờ lại không ăn à, cái đồ này con không ăn, mang ra đồ kia con cũng không ăn, đồ đồ nữa gì đấy cũng không ăn, sao ông bà cha mẹ mình ăn được mà mình lại không ăn được. Kén chọn, có phải kén chọn cũng là bất hiếu không đấy. Thứ hai nữa là trong một mâm cơm có rất nhiều món, nhưng trong đó có những món có thể là mình thích thì người khác cũng thích,
chúng ta ăn cũng phải trông nồi, ngồi cũng phải trông hướng, chứ không phải là món ăn thì gắp thật nhiều, ăn hết cả phần người khác. Câu chuyện ngày xưa thì trong mâm có hai con tôm, nhè con to gắp, là bảo sao lại gắp con to, gắp trước thì phải gắp con bé chứ. Có câu chuyện hài ấy mà. Và giờ do mắt em, đáng nhẽ là em nhìn con nhỏ gắp, nhưng mà do mắt em lác cho nên nó gắp nhầm con to. Bụng chèo kéo trống, ăn tham quá hả? Không nên tham ăn, đúng không nào, phải biết nhường nhịn người khác, chứ không miếng ngon là cứ ăn thật nhiều để lại cái miếng không ngon cho người khác. Các con phải để ý, đặc biệt là trong ngồi trong ăn uống thế, thầy giáo và thầy dạy, cái miếng ngon của mình thích ăn nó ở bên kia, cái miếng không ngon nó ở bên này, thế là mình ngồi mình cứ bắt cần câu sang bên kia mình lấy, có lấy mỗi bên của đấy của mình thôi, còn bên này thì không gắp, như thế là rất xấu. Cho nên trong ăn cơm thì các thầy dạy chúng ta là những cái món gì ở gần mình là mình phải ăn trước, đặc biệt là nhiều món, nhiều đồ ăn ở trên bàn này thì cũng không cần phải ăn quá nhiều, ăn hai ba món xung quanh mình là đủ no rồi, cần gì phải ăn nhiều thứ. Đó là gì? Đó là chúng ta bớt đi cái lòng tham ăn của mình, cái việc tham ăn của mình. Mình xem mình có bị tham ăn không? Và tham ăn là xấu lắm nha các con. Tham ăn là xấu lắm. Hãy nghĩ đến công lao của cha mẹ chăm sóc mình, cho mình ăn không được kén chọn. Thứ hai nữa là ăn không được quá no, thì cái này thì các con biết rồi. Ăn uống vừa phải thôi, ăn vừa đủ, không được no quá. No quá là nó sinh ra bội thực, nó rất là áp lực cho dạ dày. À, chúng ta rất là khó hoạt động sau khi ăn. Cho nên ăn uống ăn vừa đủ thôi. À, không mà ăn no quá là nó là tham ăn. Đúng không? Mẹ ơi no quá rồi, no quá là gì? Là tham ăn rồi. Tham ăn thì mới ăn nhiều quá. Cái năng lực kiềm chế của chúng ta nó kém quá. À, không có năng lực kiềm chế. Chúng ta phải thấy thức ăn là phải có năng lực tự kiềm chế này nhá. Cho nên là ở đây nhắc nhở chúng ta hai việc: ăn uống không nên kén chọn, phải biết quản lý cái việc ăn uống của mình để không hại làm hại cơ thể. Thứ hai nữa là phải giữ gìn thân thể, không nên ăn quá no để làm hại cái dạ dày của chúng ta. Có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha. Xin mời chúng ta nghỉ ạ.